bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Lòng hiếu thảo, chí thành, cảm động đến trời đất. Tại làng Đại Nam Câu, một thôn trang phía nam thành phố Hợp Nhĩ Tân, Đông Bắc, có một vị hiếu tử họ Cao tên là Đức Phước. Vì thân mẫu bị bệnh nặng, cả Trung Y lẫn Tây Y đều bó tay, vô phương cứu chữa, nên anh phát nguyện chặt tay cúng Phật, xin cho bệnh tình thân mẫu được thuyên giảm. Lòng hiếu thảo ấy cảm động trời đất, khiến thân mẫu anh từ nơi chỗ chết được hồi sinh. Sự kiện này đã từng một thời gây xôn xao, ai ai cũng biết đến gương hiếu thảo của Cao Đức Phước. Chuyện xảy ra như sau. Thân mẫu của Cao Đức Phước lâm bệnh nặng, cơm không ăn, nước không uống, hơi thở thoi thóp, hấp hối. Nóng lòng vì mẹ, Cao Đức Phước đến chùa Tam Duyên. Hôm ấy nhằm ngày Phật đản, chùa đang cử hành pháp hội, có khoảng mấy trăm thiện nam tín nữ tham dự. Sau khi thắp nhang và lạy Phật ba lạy, anh rút ra một con dao phay. Đúng vào lúc anh sắp chặt cánh tay trái thì có người phát giác kịp thời nên lập tức ngăn cản, hỏi rằng: "Vì sao anh lại muốn chặt tay?" Cao Đức Phước giải thích rằng vì bệnh tình của thân mẫu và muốn chặt tay cúng dường Phật. Lúc đó, có cư sĩ Lý Cảnh Hoa mách với anh: "Anh hãy mau mau đến Liêu Thất Phương Trượng mà khẩn cầu Hòa Thượng, ngài có thần thông, có thể ngài sẽ cứu được mẹ anh khỏi bệnh đấy." Cao Đức Phước bèn đến Liêu Thất Phương Trượng, xin gặp Hòa Thượng và kể rõ từ sự. Hòa Thượng bảo anh rằng: "Con hãy đến thỉnh cầu thầy An Từ, thầy ấy có cách chữa được bệnh của mẹ con đấy." Cao Đức Phước liền tới liêu phòng của tôi và xin tôi mở lòng từ bi chữa bệnh cho mẹ anh. Vì nghe nói anh là người con chí hiếu nên tôi nhận lời, dặn anh rằng: "Con cứ đạp xe về trước đi, thầy sẽ đến liền." Anh ta vui mừng đi ngay. Vì anh đi xe đạp nên phải theo đường cái, còn tôi thì đi bộ theo đường tắt nên đến nơi trước anh ta 10 phút. Vừa bước vào nhà đã thấy tôi có mặt ở đó rồi. Cao Đức Phước vô cùng kinh ngạc hỏi: "Bạch thầy, làm thế nào mà thầy lại tới trước con? Thầy đi bộ mà còn nhanh hơn con đi xe đạp nữa." Bấy giờ cả nhà từ già đến trẻ đều tới đảnh lễ tôi. Thật là bình thời bất thiêu hương, lâm thời bao Phật cước. Nghĩa là thường thì chẳng chịu thắp hương, tới khi nguy cấp ôm chân Phật liền. Bấy giờ tôi viết một bài sớ xin cho thân mẫu của họ Cao được lành bệnh. Sau khi đốt tờ sớ, bệnh nhân nằm ngủ một cách thanh thản và mọi người đều đi nghỉ. Sáng hôm sau, bệnh nhân ngồi dậy và gọi con bằng tên tộc: "Cử ơi, Cử con ơi, mẹ đói lắm, mẹ muốn ăn chút cháo." Cao Đức Phước nghe tiếng thân mẫu gọi thì mừng rỡ vô cùng, vội vàng đi nấu cháo ngay. Bệnh nhân ăn hết một bát cháo thì tỉnh táo hẳn và có thể nói chuyện được. Đã 8 ngày qua, bệnh nhân cứ nằm thiêm thiếp, không nói không rằng, không ăn không uống, môi thì thâm mà lưỡi cũng đen sì. Cao Đức Phước hỏi: "Thưa mẹ, mấy ngày hôm nay mẹ cảm thấy trong người như thế nào?" Thân mẫu anh ta đáp: "Ôi, mẹ đi lạc, không tìm ra đường về nhà. Mẹ thấy đâu đâu cũng là một màn đen dày đặc, không có mặt trời, không có mặt trăng gì, cũng chẳng có ngôi sao. Mẹ không biết Đông Tây Nam Bắc là đâu nữa. Mẹ cứ mò mẫm trong cảnh tối tăm ấy không biết bao nhiêu ngày rồi nữa. Mãi cho đến tối hôm qua thì bỗng có một vị sư tới dẫn mẹ về nhà." Cao Đức Phước nghe thân mẫu nói thế thì đã đoán hiểu được sự tình, nên lại hỏi: "Mẹ à, vị sư ấy có hình dáng như thế nào?" Mẹ anh trả lời: "Vị sư ấy mặc y rách vá nhiều chỗ lắm." Cao Đức Phước trỏ vào tôi hỏi: "Thế mẹ nhìn xem có phải là vị sư này không?" Bà ta chăm chú nhìn tôi rồi nói: "Đúng rồi, vị sư này chính là người đã đưa mẹ về nhà đây mà." Sau đó, cả gia đình của Cao Đức Phước đều đến xin quy với tôi, thân mẫu anh ta cũng dần dần bình phục. Hòa Thượng tuyên hóa, giảng ngày 15 tháng 7 năm 1983. Ha ha ha, 问什么的说